Sau khi đặt câu hỏi về khả năng của võ cổ truyền, giờ đến cả thực lực của Lý Tiểu Long cũng nằm trong phạm vi nghi vấn của Từ Hiểu Đông. Trong quan điểm của không ít người yêu võ, Lý Tiểu Long là hiện thân của hai chữ kỳ tích. Ông là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về võ tổng hợp MMA, người sáng lập triệt quyền đạo, người đã truyền cảm hứng, đưa hàng ngàn thế hệ đến với võ thuật. Theo những lời đồn đại, cú đấm một inch của Lý Tiểu Long tạo lực nặng lên đến 160 kg, đòn đá ngang slide kick sẽ đạp bay một người đàn ông trưởng thành xa 20 m. Lý Tiểu Long có thể một chân đá bao cát 20 kg lên độ cao 2 tầng lầu, hoặc chỉ dùng đá cao 2 kích cũng đá vỡ được bao cát 45 kg, không khác gì các bậc võ lâm đại sư trong truyện kiếm hiệp Kim Dung. Thậm chí nhiều người còn tranh luận rằng Lý Tiểu Long hoàn toàn có phần thắng chiếc tay đấm thép Mike Tyson, 50 trận thắng, 6 trận thua, 44 knockout, trong một cuộc chiến đường phố không luật bảo hộ. Nhưng thực lực của huyền thoại Lý Tiểu Long mạnh mẽ tới mức nào đến nay vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Từ Hiểu Đông cũng nằm trong số những người hiếu kỳ về khả năng thực sự của Lý Tiểu Long. Dù sao cũng chưa ai từng tận mắt xem Lý Tiểu Long đến cùng mạnh ra sao, bạo miệng cho rằng Lý Tiểu Long chỉ là một võ sĩ nghiệp dư, được tâng bốc lên thành huyền thoại, Từ Hiểu Đông nói trong một phỏng vấn với Tension. Trên phim, loại công phu lấy 1 đánh 10 hầu như đều là kỹ xảo điện ảnh. Lý Tiểu Long chưa bao giờ thượng đài đánh một trận đấu chính thức. Vậy người ta lấy lý do gì để cho rằng Lý Tiểu Long rất mạnh? Hơn thế nữa, Lý Tiểu Long thể trọng chỉ cỡ 60 kg, làm sao họ Lý có thể đánh thắng được Mike Tyson nặng trên dưới 100 kg với chênh lệch hạng cân lớn đến thế? So sánh giữa Lý Tiểu Long với Di Long, người từng phê phán Từ Hiểu Đông khi đã hạ nhục giá trị võ thuật truyền thống, Từ Hiểu Đông cho biết anh chẳng đánh giá Di Long cao cho lắm, nhưng ít ra thì Di Long vẫn hơn Lý Tiểu Long. Chí ít thì cũng thấy Di Long có mặt trên sàn đấu, anh ta có thể đánh, có thể chịu đòn, võ sĩ họ Từ nhận định. Di Long đánh thật, còn mọi trận đấu của Lý Tiểu Long đều là hư cấu, đều chỉ diễn ra trên màn ảnh. Cứ cho là Lý Tiểu Long rất có năng lực tấn công, nhưng khả năng kháng đòn của ông ta vẫn là một câu hỏi lớn. Người ta tin hay không thì tùy, chứ tôi không tin. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Dẫu sao trong điều kiện lịch sử lúc ấy, rất khó để Lý Tiểu Long có cơ hội chứng minh bản thân trên võ đài. Môn thể thao đối kháng duy nhất được công nhận trên đất Mỹ là những năm 50-70 của thế kỷ trước chỉ có quyền Anh, trong khi Lý Tiểu Long lại không phải là một tay đấm chuyên nghiệp. Mà giả sử Lý Tiểu Long có cơ hội thượng đài đi chăng nữa, Từ Hiểu Đông vẫn nghi ngờ. Tôi không đánh giá cao các võ giả của võ thuật truyền thống. Trong những cuộc so tài với vận động viên quyền Anh, rất nhiều người trong số họ chỉ biết cách tấn công mà không rèn luyện khả năng chịu đòn. Điều này giống như người lính đi đánh trận mà lại chỉ mang mâu, không mang thuẫn vậy. Ăn một đòn nặng, họ gục ngay. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Theo truyền thông Trung Quốc, trận đấu trong mơ giữa Từ Hiểu Đông và Di Long đã sắp trở thành hiện thực. Sáng 27 tháng 3, tờ Sina của Trung Quốc đăng tải thông tin rằng võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đã sẵn sàng lên đài để so găng với người được mệnh danh là đệ nhất thiếu lâm Di Long. Tờ báo Trung Quốc trích đoạn trả lời phỏng vấn của Từ Hiểu Đông. Di Long là võ sĩ rất nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng có nhiều thông tin nói rằng anh ta được lăng xê qua một số trận đấu. Đó là lý do tôi muốn thượng đài để kiểm chứng khả năng của anh ta. Mặc dù khẳng định muốn kiểm chứng khả năng của Di Long, nhưng Từ Hiểu Đông lại đánh giá cao trình độ của đối thủ. Võ sĩ MMA còn cho rằng một số trận đấu của đệ nhất thiếu lâm với vài cao thủ nước ngoài ở Las Vegas, Mỹ hay một số địa điểm khác hoàn toàn không phải là những màn thượng đài được dàn dựng, giống như ý kiến của bộ phận người hâm mộ. Đặc biệt, Từ Hiểu Đông còn khẳng định đã liên hệ với người đại diện và chính là chị gái của Di Long để đàm phán về việc tổ chức trận thượng đài. Hiểu Đông còn sẵn sàng chấp nhận đấu theo luật mà Di Long đưa ra, luật MMA hoặc kickboxing. Sau đó, chị gái của Di Long đã tỏ ra rất ủng hộ quyết định của Từ Hiểu Đông. Theo Sina, hiện tại mặc dù đích thân Di Long chưa lên tiếng, tuy nhiên với việc Từ Hiểu Đông bật đèn xanh, trận đấu này có khả năng rất cao sẽ xảy ra. Vấn đề quan trọng còn lại chỉ là việc hai bên thống nhất thời gian và địa điểm thượng đài. Còn nhớ hồi năm ngoái, Di Long chính là một trong số nhiều người từng công khai thách đấu Từ Hiểu Đông sau khi võ sĩ MMA đánh bại Ngụy Lôi và liên tục có những phát biểu coi thường làng võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Song ở thời điểm đó, lời thách đấu của đệ nhất thiếu lâm đã không nhận được sự phản hồi của Từ Hiểu Đông. Cũng chính vì vậy, Việc Tiểu Đông chủ động liên hệ với người đại diện của Di Long là một quyết định đầy bất ngờ, và nếu màn tỷ thí này xảy ra, đây sẽ là trận đấu nhận được sự quan tâm cực lớn từ làng võ Trung Quốc và thế giới. Di Long là võ sĩ chuyên nghiệp, từng kinh qua tổng cộng 73 trận đấu với những võ sĩ hàng đầu làng kickboxing thế giới. Ngược lại, Tiểu Đông là võ sĩ MMA nghiệp dư và chỉ bắt đầu nổi tiếng sau khi đánh bại Ngụy Lôi hồi năm ngoái. Tuy nhiên, câu hỏi liệu ai sẽ là người chiếm lợi thế nếu thượng đài vẫn còn bỏ ngỏ, bởi điều đó còn phụ thuộc vào việc hai võ sĩ chọn đánh theo luật kickboxing hay MMA, bởi mỗi võ sĩ đều có những sở trường riêng. Cũng liên quan đến Tiểu Đông, cách đây ít ngày, chuẩn võ sư Nam Anh Tuấn của phái Vịnh Xuân Nam Anh đã gửi chiến thư thách đấu võ sĩ MMA Trung Quốc. Tuy nhiên, ý định của vị cao thủ tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được sự phản hồi nào. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Từ Hiểu Đông dùng trò bẩn để hạ Vịnh Xuân Đinh Hạo. Trang tin của Sương Hoa Vịnh Xuân Đường, nơi Đinh Hạo luyện tập võ công, đã lên tiếng bóc mẽ những trò bẩn của Từ Hiểu Đông trong trận đấu với Đinh Hạo vừa qua. Như đã biết, trong cuộc tỉ thí cách đây vài ngày, Từ Hiểu Đông đã hạ Đinh Hạo, người được biết đến như đệ tử 4 đời của Phó sư Diệp Vấn, một cách chóng vánh chỉ sau hơn 1 phút. Tuy nhiên, phía Đinh Hạo lại không phục chiến thắng của Từ Hiểu Đông vì cho rằng võ sĩ này đã sử dụng trò bẩn. Trang tin của Sương Hoa Vịnh Xuân Đường, nơi Đinh Hạo luyện tập võ công, đã lên tiếng bóc mẽ Từ Hiểu Đông. Theo đó, phía Từ Hiểu Đông đã bỏ đói Đinh Hạo trước trận đấu. Võ sĩ Vịnh Xuân Quyền cùng 6 người khác chỉ được phục vụ bữa ăn trưa hạn chế với 2 món, trong khi 8 giờ tối mới diễn ra cuộc tỉ thí. Bên cạnh đó, đáng lẽ ra trận đấu được tổ chức ở Quảng Đông nhưng chuyển sang Thường Đức. Đinh Hạo là người phương Nam nên không hợp khí hậu nơi đây. Đệ tử 4 đời của võ sư Diệp Vấn đã bị chảy máu cao trước khi thi đấu. Sương Hoa Vịnh Xuân Đường cũng tố Từ Hiểu Đông sử dụng đòn bẩn. Võ sư MMA Trung Quốc nặng hơn Đinh Hạo 15 kg, nhưng luôn tìm cách túm áo khi thi đấu, khiến Đinh Hạo gặp khó khăn. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến từ một phía võ đường của Đinh Hạo và chưa thể khẳng định điều gì. Dù thế nào, Từ Hiểu Đông cũng cho thấy sự vượt trội so với Đinh Hạo. Dù chiếm thế chủ động ở thời điểm đầu trận, nhưng võ sĩ Vịnh Xuân Quyền lại do đòn không đủ sức nặng để làm khó Từ Hiểu Đông. Sau đó, anh đã không thể chống nổi khi võ sĩ MMA vùng lên. Võ sư phái Vịnh Xuân, Forrest, cũng có quan điểm tương tự. Bên cạnh đó, ông khẳng định người huynh đệ đồng môn của mình là võ sư Nam Anh Tuấn, sẵn sàng tiếp chiêu của Từ Hiểu Đông. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận. Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Từ Hiểu Đông đã trở lại bằng chiến thắng chóng vánh trước võ sư Đinh Hạo, đệ tử 4 đời của Diệp Vấn. Những ai đam mê võ thuật và phim ảnh hẳn không còn xa lạ với loạt phim Diệp Vấn, trong đó mô tả về cuộc đời và võ thuật của người sáng tạo ra Vịnh Xuân Quyền, những cảnh chiến đấu một mình Diệp Vấn hạ gục hàng chục người hay dễ dàng đánh bại các tay đấm to con, có lẽ chỉ diễn ra trong phim, bởi võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đã chứng minh thực tế hoàn toàn ngược lại. Trong trận thách đấu giữa Từ Hiểu Đông và võ sư Đinh Hạo, đệ tử trực hệ của Diệp Vấn, tay đấm MMA họ Từ thêm một lần nữa giành chiến thắng dễ dàng. Trận đấu diễn ra ngày 18 tháng 3 trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Từ Hiểu Đông chủ động phòng thủ phần đầu và sau đó tung ra các pha phản đòn, vật ngã võ sư Đinh Hạo chỉ trong gang tấc. Đinh Hạo phải nhận những cú đấm liên tiếp của Từ Hiểu Đông vào phần bụng, sau đó bị họ Từ ném văng khỏi khu vực thi đấu. Khi trở lại sàn đấu, đệ tử của Diệp Vấn vẫn tiếp tục ném những đòn nặng và bị Từ Hiểu Đông quật ngã lần thứ 2. Thậm chí trọng tài của trận đấu này phải không ít lần lấy thân mình che cho Đinh Hạo nhằm tránh cho anh khỏi những cú đấm chí mạng. Chỉ sau khoảng hơn 1 phút, trọng tài phải tuyên bố Từ Hiểu Đông chiến thắng vì lo ngại đấu tiếp sẽ khiến Đinh Hạo bị thương nặng. Trước đó, Từ Hiểu Đông cũng từng hạ gục chóng vánh cao thủ Thái Cực Quyền là Ngụy Lôi, liên tiếp đánh bại 2 võ sư khác của các môn phái võ cổ truyền nổi tiếng. Từ Hiểu Đông dù chỉ là một võ sĩ MMA nghiệp dư nhưng anh đã cho thấy sự ưu việt trong thực chiến. Qua đoạn video thực chiến giữa Từ Hiểu Đông và Đinh Hạo, một người hâm mộ võ thuật Trung Quốc nhận xét: Từ Hiểu Đông đã khiến cho nhiều người mê đắm phim ảnh võ cổ truyền phải thức tỉnh. Anh ta thậm chí còn chưa dùng hết lực vì sợ Đinh Hạo bị thương nặng. Một nhận định khác cho rằng MMA của Từ Hiểu Đông được sử dụng có rất nhiều động tác, trong khi Đinh Hạo bị hạn chế khá nhiều. Do vậy, việc Đinh Hạo thất thế là điều hiển nhiên. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng những màn thách đấu của Từ Hiểu Đông với các môn võ phái cổ truyền cho thấy phần nào sự thật về tác dụng của các môn phái này trong thực chiến. Chưa có một môn phái võ thuật cổ truyền nào hạ được họ Từ, thì có lẽ anh vẫn còn có thể lên tiếng và gáy xôn xao trong cộng đồng võ học Trung Quốc. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.